Và sau cùng là phần phóng sự về buổi lễ khai giảng trường Thiên Mẫu ở North Carolina. Tôi Bùi Văn Bằng xin kính chào quý khán giả. Chủ nhật 14 tháng 9 năm 2014, trường Thiên Mẫu tại Giáo xứ Thánh Giuse, thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina đã bắt đầu khai giảng niên học 2014 đến 2015. Trường Thiên Mẫu với mục đích giáo dục nhằm nâng cao đời sống đức tin, giúp duy trì và bảo tồn giá trị ngôn ngữ, văn hóa dân tộc Việt Nam cho các em. Và đoàn thiếu nhi thánh thể Andre Dũng Lạc đã giúp một phần không nhỏ cho các em có được môi trường vui chơi lành mạnh, hầu giúp các em có thể áp dụng ít nhiều điều bổ ích học từ nhà trường vào thực tế cuộc sống. Ngoài ra, các em còn được rèn luyện thêm về tinh thần trách nhiệm, kỷ luật qua đời sống cá nhân và tập thể. Chuẩn bị một niên học mới, Linh Mục Chính Sứ Phêrô Trương Vĩnh Trị đã thông báo trước 2 tháng để quý phụ huynh, kể cả bên ngoài giáo xứ, ghi danh cho con em của mình. Cho nên, vào ngày khai giảng niên học mới, với số lượng mỗi năm đều tăng, ban giám hiệu cho biết quý phụ huynh đã ghi danh lên trên tới 300 em và sẽ còn tăng thêm. Giờ học được chia ra làm 2 mới đủ cho các em theo học. Giờ thứ nhất từ 8 giờ 30 sáng đến 9 giờ 45 sáng. Giờ thứ hai từ 10 giờ sáng đến 11 giờ 15 sáng. Ban giám hiệu cũng cho biết năm nay các thầy cô đa số là các anh chị em trẻ vừa tốt nghiệp đại học hoặc còn là sinh viên đã tình nguyện với tâm tư góp chút ít công lao đền đáp lại những gì đã được lãnh nhận trước đây. Đồng thời cũng tạo cho các em hiểu biết lại những gì đã thâu lượm được nơi đức tin, giá trị về ngôn ngữ mẹ đẻ của mình là tiếng Việt để duy trì những phong tục tập quán và bảo tồn văn hóa dân tộc trên xứ người. Đúng 12 giờ 30 trưa Chủ nhật 14 tháng 9 năm 2014, thánh lễ khai giảng niên học mới do Linh Mục Phêrô Trương Vĩnh Trị chính xứ chủ sự. Các phụ huynh, các thầy cô, các em học sinh và các em trong đoàn thiếu nhi thánh thể Andre Dũng Lạc tham dự. Mở đầu thánh lễ, Linh Mục hiệu trưởng có đôi lời chào mừng. Good afternoon. Well, today, with great joy, I welcome you back to the new school year 2014 and 2015. So, welcome back. I hope you had a very relaxing summer, especially last week. I hope you had a good time, right at the festival with Trung Thu. And so, this week, my friends, we begin business, okay? So we begin school. So we pray in this Mass for the success of this new year. This year will be a very productive year for you. Sau thánh lễ, các em chụp hình lưu niệm ngày tự trường, sau đó xuống hội trường vui chơi, gặp gỡ lại bạn cũ, làm quen bạn mới. Quý phụ huynh hàn huyên chia sẻ với nhau, với ban giám hiệu, thầy cô, để giữa phụ huynh với nhà trường được phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi ý kiến. Nhờ đó, việc học hành trau dồi đạo đức cho các em được hiệu quả hơn. Một phụ huynh lần đầu tiên đưa con đến học Việt ngữ và giáo lý cho biết, có đến tận nơi, tận mắt mới thấy được sự hy sinh, dấn thân của các thầy cô, của các người phụ trách giải quyết, sắp xếp để có được ngày khai giảng diễn ra trong trật tự an bình. Linh Mục Chính Sứ Phêrô Trương Vĩnh Trị nói, trường Thiên Mẫu là do công góp sức xây dựng của mọi người, để cho con em có một nơi sinh hoạt an toàn, tin tưởng trong vui chơi và học tập, đồng thời cũng chính là xây dựng tương lai cho các em được nhiều tốt đẹp. Tôi Bùi Văn Bằng tường trình từ Giáo xứ Thánh Giuse, thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina.